tối mẹ rồi. Chưa, cứ đi thôi. Xuống đây với anh không? Ở đây có xuống lối xuống này, xuống lũng này. Xuống đi, đi một xuống. Ở đây rất là mù anh em nhé. Giờ làm review xuống đây nhỉ. Mày cứ cái bọc hàng đứng cục đá thì nó đẹp thế. Tối đấy em ơi. Hả? Tối mà review xuống đây thì quên mẹ sầu đi. Đi đâu? Xuống đây này, đẹp lắm. Xuống đây làm gì? Xuống đây tham quan. Làm đéo có cái gì đâu mà tham quan. Này. Mẹ mày nó kiểu dưới vực luôn đấy. Vợ. Không biết ở dưới đây là chỗ nào. Đi vì tí neo nên mệt lắm ông nội. Lên theo đâu. Khè. Xả tinh, xả tinh. Ừ. Nhưng mà rút quần thì biết cái kia là địa bàn của hai nhỉ? Ừ, đẹp nhỉ. Đấy cái đẹp. Cái này mới có đòi đúng không? Là... anh em có phần này cam. Đi. Anh em mình săn chỗ này kìa. Trên cái nhìn cái chỗ kia có phải này không? Có non không? Non đéo. Nhìn cái đầu cái cây cỏ to đùng như này non đéo gì. Nhìn nó mọc đẹp nhỉ. Đi đâu? Chúng ta rút quân về Đống Đa. Thế không đi nữa. Rút quân về Đống Đa thôi. Đi. Hết mẹ sáng mơ. Nếu đi được cơ. Keo, ngầu lắm rồi.